Xin chào mọi người, hôm nay bên Vương Mô Tô sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc Harley 150. Xe còn rất mới rất đẹp nha. Máy móc là nguyên zin hết nha. Harley 150 phân khối. Xe kiểu dáng nhỏ gọn nha, thích hợp cho mọi lứa tuổi sử dụng luôn. Máy móc nguyên zin nha mọi người. Mọi người nhớ vô đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều xe mới hơn nha. Moto Harley Davidson Stiletto. Cái này phân khối của nó là 150. Xe này chính chủ luôn nha. Mua bán là ra công chứng sang tay liền luôn. Đèn càng còi xi nhan đầy đủ nha mọi người. Xe này mua về là sử dụng thôi. Đây. Giờ trước có nói như thế này, kiểu dáng như này là đi mưa khỏi cái dăng nè. Moto Rebel 150. Moto Rebel giá mẫu hoặc là 150. Xe biển số đẹp luôn nè, 6767 số cặp luôn đó nha. Mọi người vô đăng ký kênh để theo dõi nhiều xe mới hơn nha. Ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0906 859 709 Vương Mô Tô nha, hẻm 143 đường Phương Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh City. Xin chào mọi người nha.